Động Thiên Cung. Động Thiên Cung. Cái kia Nam Cường, bạn ấy đọc là Nam Cường 99. À, Nam Cường 99 à. Nam Cường. Con chim gì to chứ kìa. Nó lượn trên trời kìa. Cái mũ quen lắm. Cẩn thận, chim nó ỉa vào đầu. Chim này lắm lắm. Con chim nó lượn. Con này có chim cát. Ừ, thì nó bắt mồi. Nó sẽ phải có chim nhỏ đúng không? Anh đối em tay không leo được lên trên nóc này. Như Thánh Berin luôn, sinh tồn. Là đã phải tìm một cái điểm trên cao để quan sát địa hình. Chắc vách đá này lắm tổ chim lắm nhỉ. Động Thiên Cung. Kênh nhỏ lắm. Đi Động Thiên Cung trơn lắm, đường ướt trơn, nước khắp nơi. Vòm này nó phải cao đến cả 100 mét. Vòm này cao nhỉ? Trời, 100 mét anh. Cao này phải... cao lắm, em hình dung thế thôi. Khi kiểu nó thành nhũ nên mình không ước lượng. Cái chân này cao lắm.
tưởng tượng một tầng nhà bây giờ tầng thường là 3-4 mét đúng không? Ừ. 100 mét là bao nhiêu? 100 mét là gần 4 mét 10-20 tầng. Cõng chị đi. Cõng chị đi. Sờ đen hết cả bầu sữa mẹ ông cơ rồi. Còn thằng chuột lắm thế.